Xin chào quý khán giả, mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo cảnh báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Theo Đài khí tượng thủy văn Tây Ninh cho biết, thời tiết ở khu vực Đông Nam Bộ và tỉnh Tây Ninh hôm nay và ngày mai mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 36 độ C. Sau đây là thời tiết chi tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực phía Bắc tỉnh Tây Ninh, huyện Tân Biên và Tân Châu, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông. Ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ C, độ ẩm 71%. Khu vực phía nam tỉnh Tây Ninh, huyện Bến Cầu, Gò Dầu và thị xã Trảng Bàng. Mây thay đổi, chiều tối mai có mưa rào nhẹ, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ C, độ ẩm 76%. Khu vực phía đông tỉnh Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu. Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ C, độ ẩm 77% khu vực phía tây tỉnh Tây Ninh, huyện Châu Thành. Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ C, độ ẩm 70%. Khu vực thị xã Hòa Thành và thành phố Tây Ninh. Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ C, độ ẩm 75%. Cảnh báo mưa dông thường kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như sấm sét, lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh, gây bất lợi cho các hoạt động ngoài trời và phương tiện tham gia giao thông. Mực nước cao nhất tại còi Dầu sông vào Cỏ Đông là 060 đến 0,65 m. Sau đây là thông tin thời tiết chi tiết của các huyện thị thành phố trong đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, theo một báo cáo mới của Cơ quan Giám sát Khí hậu của EU công bố ngày 8 tháng 5, tháng 4 đánh dấu một tháng đáng chú ý khác với nhiệt độ trung bình không khí và mặt biển toàn cầu phá kỷ lục. Dịch vụ biến đổi khí hậu Copernicus của EU cho biết, tình trạng ấm áp bất thường xảy ra bất chấp hiện tượng thời tiết Enino tiếp tục suy yếu, đồng thời chỉ ra rằng biến đổi khí hậu do con người gây ra đã làm trầm trọng thêm tình trạng hiện tượng khí hậu cực đoan. Theo Copernicus, từ đầu tháng 6 năm ngoái, Mỗi tháng đều là khoảng thời gian ấm nhất được ghi nhận. Tháng 4 năm 2024 cũng không phải là ngoại lệ. Nhiệt độ ở mức cao hơn 1,58 độ C so với mức trung bình thời kỳ tiền công nghiệp 1850-1900. Mặc dù bất thường, nhưng một chuỗi kỷ lục nhiệt độ toàn cầu hàng tháng tương tự cũng đã xảy ra trước đó vào năm 2015-2016. Nhiệt độ trung bình trong 12 tháng qua cũng được ghi nhận ở mức cao hơn 1,6 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp vượt mục tiêu 1,5 độ C mà thỏa thuận Paris năm 2015 đặt ra nhằm hạn chế hiện tượng nóng lên toàn cầu. Điều bất thường này không có nghĩa là mục tiêu Paris đã bị phá vỡ, vì điều này được tính toán trong suốt nhiều thập kỷ, nhưng nó báo hiệu điều kiện nhiệt độ toàn cầu mà chúng ta đang phải trải qua đáng chú ý đến mức nào. Nhiệt độ trung bình mặt nước biển đã phá vỡ kỷ lục vào tháng 4, tháng thứ 13 liên tiếp phá kỷ lục. Nhiệt độ bề mặt đại dương đạt 21,04 độ C, mức cao nhất trong tháng 4 đại dương ấm lên đe dọa sinh vật biển, góp phần làm tăng độ ẩm trong khí quyển và làm giảm vai trò quan trọng của nó trong việc hấp thụ khí thải nhà kính, làm nóng hành tinh. Hơn 54% diện tích rạn san hô trên thế giới đã bị tẩy trắng trong năm qua, ảnh hưởng đến ít nhất 53 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm các vùng rộng lớn ở Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương. Khi san hô chịu áp lực từ các đợt nắng nóng ở biển thì sẽ thải ra tạo sóng trong mô của chúng. Nếu nhiệt độ đại dương không trở lại bình thường, Hiện tượng tẩy trắng có thể dẫn đến cái chết hàng loạt của san hô, đe dọa sự sụp đổ của các loài và chủ thức ăn phụ thuộc vào chúng. Dự báo khí hậu cho thấy nửa cuối năm thậm chí có thể chứng kiến sự chuyển đổi sang Ladina làm nhiệt độ toàn cầu nhưng vẫn điều kiện vẫn còn khá bất ổn. Năng lượng dư thừa bị giữ lại trong đại dương và khí quyển do đồng độ khí nhà kính ngày càng tăng sẽ tiếp tục đẩy nhiệt độ toàn cầu lên mức kỷ lục mới. Liên hợp quốc vào tháng 3 đã cảnh báo rằng có khả năng cao năm 2024 sẽ tiếp tục chứng kiến nhiệt độ cao kỷ lục vẫn còn hơi sớm để có thể dự đoán liệu các kỷ lục mới có thể tiếp tục bị phá vỡ hay không. Vì năm 2023 là một năm đặc biệt. Và quý khán giả thân mến, bản tin dự báo cảnh báo thời tiết hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.